Đây là một cái cuộc cảnh tỉnh mà. Khổ ích này đặng thức tỉnh rằng rằng tiên định cho cuộc đời sắp hạ. Hôm nay cái khổ ích này nó khổ thức rồi. Thức tỉnh cho mọi người biết đây là một cuộc sàng lần của Trung Hoa anh em. Vậy thì hang thẳm trung trồng kẻ thiết tha và những cái người mà là đầy những cái sự tội lỗi mà không hối cải bao giờ, thì những người này dành riêng cho những người đó đó cô bác anh em. Cho nên từ đó kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu nghiệp sống đời cũng khổ, những người mà không mát từ đây đó nó còn có một tẩy trần. Ông Ba Thới là một tác giả kiếp khổ kỳ quan nói rằng còn một nỗi cột kèo xa khách mà cột tẩy trần rất sạch bách chẳng còn. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận dịp lập đời trở lại như vậy là cuộc đây là cuộc tận dịp rồi. Cuối cùng là cô bác anh em không còn cách nào hơn nữa. Cho nên hôm nay đó là rõ ràng nước trong lóng lại một cồn, còn đồ cảnh cáo thì mất cồn đổ đi. Đây là cái cuộc tẩy trần. Nên lại với số cô bác anh em với nỗi vui mừng trong một cái thời gian mà chúng ta đã trải qua những thời gian thăng trầm chìm nổi của thế hệ. Giờ đây chúng ta được có cái cơ hội ngồi gần nhau đây thì chúng ta trao đổi qua những lời hay ý đẹp của tổ thầy. Để rồi chúng ta tiến bước trong con đường hành đạo để chờ một ngày kia Đức Thầy trở lại đất nước Việt Nam. Thì song song với việc làm này chúng tôi rất tán dương chú và chúng tám hôm nay sự giác ngộ của riêng mình đó thì nó có khác. Hiện nay chúng ta làm những việc tài thí mà cho người chăng đi nữa thì chúng ta cũng không mãn được cái phước nguyện hồi hướng lại cho cửu nguyện thất tổ. Nên nhân dịp này chú lại là dành riêng cho cái thời giờ trao đổi qua giáo điều của Đức Tôn Sư kính mến để lại. Nên vì lẽ nó hồi hướng lại những cái lời dằn ngọc kia cho cửu nguyện thất tổ, cho người thân. Cho nên chốn giải đài hồng linh tâm tổ mong cháu con báo bổ tu thiền, ngõ hầu lây chúc phước duyên thoát dòng nghiệp báo thì phước duyên nào hơn. Vậy thì chúng tôi rất là hoan nghênh những cái tinh thần của bác anh em có cái sự tổ chức và sắp xếp như thế này để thì chúng ta làm những cái công tác tam hạnh bố thí của Đức Phật khi xưa. Đó là chương trình mà pháp thí sách có nói rằng dầu xây chính được phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người chính cảnh chùa xây, không bằng độ một người giác ngộ đạo Phật. Nên vừa là cái chương trình chúng ta kỷ niệm tổ tiên ông bà mà trái lại chúng ta còn hồi hướng là cái chương trình tam hạnh bố thí của Đức Phật khi xưa. Thôi thì thời giờ có hạn là chúng tôi cũng nhận thấy bữa nay cũng rất nhiều số bà con gặp lại với số quê hương ở nơi cái xã Phương Mỹ này, thì chúng tôi xin tạm dừng cái lời nói đầu, dành lại cái thời giờ gặp lại với số của bác anh chị em trong những phần chia sẻ qua giáo lý của Phật giáo và Hảo. Vậy thì chúng tôi xin mời ở trong cái hội trường của bác anh chị em giữ trật tự chung và ông chúng viên đến đây. Nếu có những điểm trao đổi trong giáo điều của chúng chưa chúng mến để lại thì chúng ta cùng nhau trao đổi. Dạ, kính mời. Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì huynh mời tôi cũng có lời nói đầu tiên để thăm hỏi toàn thể bà con mình hiện diện có mặt hôm nay. Rồi bây giờ bà con mình coi ở bên dưới cho huynh mời tôi làm cái nhiệm vụ gì. Một là tự thiết, hai là nghi vấn và giáo lý của Đức Thầy bằng với lệnh đặng coi chân lý, coi tại sao ta phải tu hành. Theo cái hội trường quý vị mình cho huynh mời tôi làm cái điều kiện nào thì mình cứ giơ tay ủng hộ đi, tranh thủ đi, thời gian quý báu lắm quý vị ơi. Và sao mình ru vậy chàng? Bữa nay có bà con nào đem theo một hai cái ý nào trong giáo lý của Đức Thầy để mình đưa ra cho huynh mời mình để rồi bàn với lệnh mình tu hành nè. Cái ý thì bà con mình ở đây đi đến đây là hoàn toàn hết rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ trả lời cái chương trình nghi vấn cho nó dài ba cái đề tài thôi, cho nó gom gọn lại. Bữa nay cũng nói với bà con mình thì nãy giờ tôi mới nhận được cái thêm một cái tin nữa, có Tư Phương đến rồi. Cho nên là ông mời tôi chỉ 40 phút thôi, rồi bên kia cũng 40 phút thôi, ông kia cũng 40 phút thôi. Thôi bây giờ trả lời cái đề tài của chị Tín Bình Thận mình nè. Rất buồn cho, rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà cứ ngao du hoài. Đi đám vũ có ngao du không trời? Thôi thôi mà ủng hộ cho làm hết tay cái đề tài hôm nay đi. Dạ, ngao du nè. Dạ thưa chú Đồng Đạo, giờ đây thì tiếp nối theo chương trình nghi vấn thì có cô Chính ở Bình Thuận cũng có lần nào gặp cũng nêu lên trước
Cô nêu lên cái hai câu là rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Viết ra giảng kệ bốn bài, giả từ trần thế lui hài bốn thi. Thưa quý vị, bây giờ hai câu này ở đâu? Có phải trần chứng trong cái bài để chân nước mắt? Bài để chân nước mắt hay viết hồi nào? Có phải vào lối tháng giêng năm Canh Thìn 1940 gồm có 314 câu à? Đồng đạo nêu ra trong cái phần hai câu giảng là rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Thì thưa quý vị, bây giờ cái danh từ ngao du nó khác hơn với cái danh từ của cái số bà con đi đi tham quan nha. Ở đây đó thì số bà con biết các cái vị mà đã có cái chương trình ngao du là các vị đã đắc đạo rồi. Dùng cái danh từ ngao du là danh từ rừng thần túc đó, đó đây để rồi quá hiện thị hiện ở chỗ các chỗ các nơi để mà độ tất cả các cái thế giới ở bên ngoài cũng như đất nước Việt Nam. Khi mà Đức Thầy dùng cái danh từ này đó để ám chỉ cho một vị Phật đã có tâm thân tứ lượng à. Tâm thân là ứng thân, pháp thân, vụ hóa thân. Cho nên từ đó hôm nay mình đừng nghĩ là vấn đề cái chữ ngao du là cũng như cái mình đi dạo tất cả cái cảnh mà chơi của ở thế trần này. Mà là ngao du tức là các vị đã có thành túc rồi. Người ta dùng cái danh từ ngao du là đó đây đó để dùng thần túc mà dạy tất cả chúng sanh ở khắp cả thế giới ta bà này. Cho nên dùng cái danh từ này để nói rằng sở dĩ Đức Thầy dùng danh từ là rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài, tức là cái cuộc nguy nó đến rồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lơ thứ cho tới hồi khổ não. Cái giai đoạn khổ tới mà Ngài dùng cái danh từ này để đi rắc bắp đi tất cả các cái nơi khác. Nơi nào không có tiếng nói của Phật giáo bảo, nơi nào không có tiếng nói của Ngọc Ngữ, của Đức Phật và Đức Thầy, thì nơi đó Ngài rất là buồn. Bởi vì Ngài nói chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Hiện nay dân thì đông, mà một mình Thầy có sứ mệnh ra đời để giả dỗ thì nó không có đầy đủ đâu. Cho nên từ đó Ngài rất buồn. Hiện nay đó có số cô bác anh chị em nào đã có nghe được cái tiếng nói của Phật giáo bảo, chúng ta nhờ cái sự khuyến tấn đó mà chúng ta tu hành mãi cho đến ngày nay. Còn những cái nơi mà không có được nghe tiếng nói thì Đức Thầy viết ở trong bài Bóng Hồng. Ngài viết là vấn đề là buồn cho những cái số bà con chưa nghe. Đó. Cho nên từ đó hôm nay người tín đồ Phật giáo bảo chúng ta thấy được trong cái bài thi của Vĩnh Hằng Nga. Đó. Lòng trong thánh kệ tình bơi lội, mà giả sạch Phật kinh ý liệm bay, tức là mong rằng cái lời của thánh kinh kệ kia được đó đây, lội bơi đó đây để cho mọi người cùng hạnh hưởng. Cho nên từ đó hôm nay là buồn thói danh ma, còn khóc là khóc kẻ chưa ta dỗ dành. Có nhiều nơi có chỗ của Đức Thầy chưa có một tiếng nói để khuyến tấn tu hành, thì nơi đó chúng ta thấy đó là một cái điều cho Thầy buồn. Vậy nên từ đó hai cái câu này được nói là cái câu thứ nhất là rất buồn mà tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài, là ám chí cái ý của Đức Thầy nói rằng cái tiếng nói của Phật giáo bảo cũng như lời lẽ của Đức Thầy chưa có thể là khắp cả thế giới năm châu mà nghe cho trọn đâu. Vậy nên cái sự ước ao của Đức Thầy là ước mong thế giới luân hòa hảo. Nhà Phật con tiên hé miệng cười ước mong rằng cả thế giới năm châu được hòa là thuận thảo hảo là tốt đẹp. Cho nên họ từng có nghe nói đó mà sửa sang được tánh hạnh trở về cái chỗ tốt đẹp thuận hảo mà thôi. Cho nên vì vậy mà nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài, viết ra giảng kệ bốn bài, giả từ trần thế lui hài buông phi. Bốn bài đó là bốn cái gì cô bác anh em? Đây đây nói ra vấn đề của bốn bài thi của Đức Thầy đó. Đồng thời trong đó có chứa bốn bài là ám chỉ cho bốn cái nguyện dẫn đầu tiên, chẳng hạn nguyện chứng, nguyện nhì, nguyện ba và nguyện tư, nguyện giác mê tâm kệ. Thành ra chẳng hạn ở chỗ khác này nói rằng đục trong bốn cuốn mọi ngành khuyên đời trao chỉ chữ lành cho xong, bốn cuốn đó là ám chỉ cho từ nguyện nhất cho đến nguyện tư đó. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng danh từ này để chi, để nói rằng hiện nay đó chúng ta mà có tổ chức được như vậy thì nơi đây được nghe tiếng nói của Phật giáo bảo, tiếng nói của lời lành của Đức Phật khi xưa, lời lành của Phật truyền roi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà, nhờ cái lời lành đó mà chúng ta khuyến tấn tu hành mãi cho đến ngày nay. Vậy nên từ đó hôm nay chúng ta hạnh hưởng nghe kim ngôn ngọc ngữ không phải dễ đâu. Phật thân nhân thân đăng đắc, Phật pháp năng văn, cái thân người khó gặp mà Phật pháp là khó nghe. Vậy nên giờ đây chúng ta nghe được cái lời kim ngôn ngọc ngữ đó là chúng ta có cái duyên với Đức Thầy trong nhiều tiền kiếp rồi đó.
Cho nên vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đó, những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta mới hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Cho nên những lời nói này đó, mà nếu những người có nhân duyên hấp thụ về sự dạy dỗ của Đức Trung Sư, chúng ta gắng cố gắng tu hành cho đến cái ngày kia đó, chúng ta được ngày kia được trở gốc hài về nơi thiên cảnh ngày ngày sinh tươi, ngày đó chúng ta gặp lại. Và đồng thời Đức Thầy cho biết trước là con lành khá sớm hồi quy, nghe lời Thầy giải kịp thì bớ danh, dòm xem kẻ khó tảo trần, rộng tâm sang sức chắc lần với nhau. Những lời này là những lời khuyến tấn của Đức Thầy dạy, chẳng những mình có một cái tình thương lòng nhân rồi, mà trái lại chúng ta còn phải chan sẻ cho những người khác nữa. Họ đang thiếu thốn những cái gì sự sống còn, thì chúng ta đang ủng hộ theo tinh thần Phật giáo của Hảo là vậy. Với ai thì cũng một lòng, khổ thời cứu giúp, vui đồng sớt chia. Giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm quyền quán vỡ, cái tình ý không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, mà cũng không lượng sang hèn, xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sinh. Thôi thì thời giờ có hạn, là chúng tôi chỉ chú giải theo ý của Đức Thầy trong hai câu thôi à. Rất buồn quá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngâu du hoài. Thì hai câu chúng tôi lấy phần chú giải thiếu phần mình, và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi cũng xin hỏi mình mừng bốn câu Thầy cũng ra cho biết thương quá sức, chúng ta tự nhận biết đầu đời cho đến trung thân, nếu thế gian còn dấu vi tăng thì ta chẳng nhanh luôn như chúng ta nhà anh mừng giải giải cho nhân đoàn tạo ngay chúng cùng tu cùng tiến, và nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ đây thì tiếp nối theo Tân Nghĩa Chánh thì có phá chú, đây là chú Ba Thức, là người ở Tân Nghĩa, và đồng thời nêu thành một câu là thương quá sức nên ta bình tĩnh quyết đời cho đến chúng sanh. Thưa quý vị, bốn con này ở đâu? Phần xin không phải nhận lại tổng kê quyết đại diết. Bài giác quan tâm kể thì giết hồi nào phải vào ngày 20 tháng 9 1959 tại Hòa Hảo, và thương quá sức nên ta bình định. Thì thôi bây giờ chúng tôi chỉ thẳng đề, hiện nay tôi bắt anh chị em chỉ tập ra đời có một sự lời thề đặc biệt, chẳng hạn như ngày xưa Đức Tư Quốc Thích Tâm Nghĩ Kỳ Đắc Đạo, ngài đưa ta lên ngài thề rằng đó là hưởng nhất chúng sanh bất thành Phật quả, đó ngã thể bất thành Phật. Nếu có một chúng sanh nào không thành Phật thì ta thề không thành Phật. Không có cái gì tạm thương Bồ Tát là một cái giáo chủ của mọi mình, ngài cũng thấy rằng địa ngục chỉ không thể bất thành Phật, tức là các anh địa ngục này không có người đọa lạc vào đây ta mới nhận vào ngôi chánh giác. Thì hôm nay Đức Thầy cũng vậy à, cũng lọc cái đệ thể. Trước nhất là ngài nói ra khuyên dân hẹn có sơn minh diều bá tánh hứa câu thể hải, hay là có sông có núi cùng cây cỏ độ tận chúng sanh khỏi dạy khờ. Cho nên cái câu này cũng là bổn nguyện lớn à, của bác A Chê mà. Thương quá sức nên ta bệnh rịn, tức là còn dương dấn theo một cái tình thương con hồng cháu lạc. Cho nên từ đó dùng trên từ này để nói rằng quyết độ đời cho đến chúng thân. Cái ngày giờ mà chúng sanh còn ở trong cái cảnh khổ đau của cảnh giới ta bà thì ngài không ai vui đâu. Cho nên từ đó đó, ngài trong chúng sanh để nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ, chúng ta về cái cảnh giới kia kìa, cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà mới hết được cái cảnh khổ đau thôi. Cho nên từ đó hôm nay thầy nói cái đoạn văn này, nếu chúng sanh còn cảnh khổ đau thì ngài không bao giờ an vui cho cái cảnh giới cực lạc. Nếu chúng sanh còn chúng mê tăng, chữ mê đó là tối tâm, mà chữ tăng là cái cảnh khổ. Cái cảnh khổ trong cái cõi đời vô minh cảm bãi mà chúng ta cũng mãi sống trong cõi đời này, không bao giờ biết được đậu phước giữ lành, mê ngộ vọng chơn. Cho nên từ đó ngài mới là đưa cho chúng sanh, nếu chúng sanh còn chúng mê tăng, từ ngữ chữ mê là tối tâm. Mà hiện nay cô bác anh chị em mà đọc lại trong quyển 5 của Đức Thầy coi, khi mà Đức Thầy thuật lại cái chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đã thành đạo rồi, ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, ai cũng đều có mê hết trơn à. Trong lúc mà còn quả tại quần cung thì ngài cũng như bao nhiêu như người khác thôi à. Đó, cho nên từ đó hôm nay bị vô minh rất vọng tưởng giải tà nên mới quay lộn ta bà khỏi khổ, tức là bị cái sự tối tâm mê muội đó chúng sanh mới quay lộn trong 6 nẻo luân hồi. Ba đường ác đạo là do đâu? Là do cái chỗ mê. Cho nên cái người mê đó thì nhận ngụy làm chân, nhận không làm có.
nhận tà gặp nói chánh, gặp chánh chữ tà rồi cũng cho ý thức sai lầm ấy, mà nhận cái quyển thân ô trượt này là thật thân của mình, nên cứ mãi lo bế sửa sang rồi mà cọ cọ cưng nó như là tích trữ cơm tiền cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền thân xác để cho nó vui, được xây dựng cái nhà để cho nó ở. Vẫn biết trong đời ai cũng lo thân, nhưng mà người hiếu đạo biết xác thân tạm giải trong một thời gian học hỏi nên lo vừa chừng, đó là chúng ta tỉnh rồi đó. Trong cái mê nó có cái tỉnh là chúng ta nhờ sự giác ngộ của bác anh chị em à. Nếu hôm nay chúng ta không nhờ sự giác ngộ của lời của Đức Thầy đó, thì chúng ta vẫn triền miên trong giấc ngủ, triền miên trong giấc mộng năm kha, không biết lời nào của bác anh chị em à. Cho nên buộc lòng năm 1939 đó, Thầy mới ra đời vọng lên một cái tiếng chuông lớn, nên giao một tiếng chuông linh cho người trong mộng đó biện minh lẽ nào, hay là đại đồng chuông đảo buôn ngăn cho người say ngủ đó tỉnh lần giấc mê. Ngài vọng lên tiếng chuông để chi? Để cảnh tỉnh cho mỗi đời biết rằng hiện đời chúng ta ở đây là cái cảnh tạm à, trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán nọ ở gian đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi cũng ra về khách diễn hương. Mỗi người sống trong cõi đời đến đây rồi chúng ta cũng phải ra đi hết à. Thường giả giai tận, cao giả tắc kỵ, hợp hồ hữu ly, sanh giả hữu tử. Vật gì trên đời có ngày cũng phải chơi, cao có ngày cũng phải tan, và hợp có ngày cũng phải rã, và sanh có ngày cũng phải tử thôi. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta biết được cái cột cùng nhau gặp gỡ như vậy, nhưng mà đến ngày giờ chúng ta chia ly rồi không một ai có thể đưa tiễn, mà chỉ có vấn đề đồng đạo chúng ta đưa tiễn mà thôi. Lúc tận số nằm trơ một xác, gắm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Nghĩa là các cái sự sẵn của cải gia tài, những cái mà chúng ta tạo ra đây, đến cái ngày giờ cuối cùng nó không có đưa tiễn mình đâu. Cho nên nhờ sự cảnh tỉnh ở trên, chúng ta mới giờ giác ngộ biết được cuộc đời giả ảo, lo tu mãi cho đến ngày nay. Cho nên thầy thể đó, nếu chúng sanh còn chúng mê tăng, nghĩa là mỗi người còn ở trong cái bể mê số khổ này, thì ta chẳng an vui cực lạc, tức là ngày không cảnh vui nó cái cảnh một mình ở nó cái cảnh giới cực lạc của Phật Thích Ca Di Đà đâu. Đó là một cái bổn nguyện lớn lao đó. Thương trần ta cũng ráng thề đặng cho bá tánh liệu về tu thân, tu hành mà chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Đó cũng là câu thệ nguyện đó. Thành ra từ đó hôm nay chúng ta thấy rằng mỗi vị Phật, mỗi vị giáo chủ ra đời có một ngụ nguyện lớn lao. Cho nên trong tứ hoằng đại nguyện của các vị Bồ Tát, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô nguyên thệ nguyện đoạn, Phật pháp vô thượng đó thệ nguyện học, còn đạo Phật vô lượng đó thệ nguyện hành. Bốn câu này gọi là tứ hoằng đại nguyện của các vị Bồ Tát khi xưa, thì hóa lại Đức Thầy không có cái bổn nguyện lớn lao hay sao? Cho nên từ đó hôm nay trong cái này là cái bổn nguyện mà chú Ba Thức đưa ra là đúng nhầm. Hiện nay Đức Thầy là một vị Phật không an vui nơi cảnh giới cực lạc của Phật Ca Di Đà đâu. Đó, thấy trên chúng nhiều người khờ dại chẳng biết gìn không quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để kẻo người chẳng rõ, bắt đầu ngày mới là giáo thờ lập đạo, khai cái đạo để cho mọi người nương theo đó mà trở về cảnh giới bên kia. Cho nên từ đó ngài nói nghe riêng dạy sau này thôi thảnh đây, chữ đây là thầy chỉ cho thầy đó. Đó là một đại danh từ chỉ đường cực lạc dẫn sanh, hay là tìm cực lạc đó, đây rành đường ngõ, hãy mau mau đó tu tỉnh mới mọc. Từ đó hôm nay đó Đức Thầy xuống đây khai thị đưa mọi người trở về cảnh giới bên kia. Trong bài Sa Đét Đức Thầy nói ước trong họ dạy mình có cánh để rồi đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải nhân năng đâu có chịu mang câu nhỏ bán. Từ đó chúng ta mới thấy được thầy ở nơi cảnh cực lạc, trở về đây nhắc mình trở về cảnh cực lạc thì không bao giờ sai lầm đâu. À, chúng ta quyết định phải tin theo lời của Đức Thầy chúng ta để chi? Để là nhờ nương theo một cái tín nguyện hạnh, nương theo cái công nguyện lực đó mà chúng ta được an vui sống trong cuộc đời trong cảnh giới khổ mà chúng ta không bao giờ thấy khổ. Đó là chúng ta đã tạo được một cái phương tiện. Thì thưa cô bác anh chị em, vậy thì bốn câu đồng đạo: thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân, nếu thế gian còn trốn mỹ tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Thì chúng tôi lấy phần chú giải thiếu phương bình và đến đây trên hết. Nam mô A Di Đà. Tôi vậy giờ đây thì có cái đứa cháu cháu chính này tên gì để thua rồi nhờ. Ít có đưa giảng lắm. Bữa nay gặp đây thì cũng vô viện đồng đạo nêu lên cái câu là hố sâu chất chứa người bạc ác.
hang thẳm chôn chồng kẻ thiết tha, trời đã hoàng hôn mau trực tỉnh tìm đường trí huệ đến chân ra. Ở đây trong cái bài than đời của Đức Thầy, thì thưa cô bác anh chị em, bây giờ đồng đỏ thắc mắc cái chỗ là hố sâu là gì. Ở đây chúng tôi đi thẳng vào đề, hố sâu là ám chỉ cho cái tội lỗi của chúng sinh đang làm đây. Hiện nay cô bác anh chị em à, hiện nay cái số người chưa có giác ngộ đó, họ nghĩ rằng cái làm tội đó họ nghĩ là làm phước. Đào sâu lại trong đó coi những cái số mà thầy viết trong quyển Kiến Thiện là hố sâu mà tình dục lại kiềm mà kiềm cho đến lúc đó chúng chim quan tài. Cái hố đó là hố của tình cảm qua cái sự tình ái. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết, chẳng những gì tội lỗi thu luôn cả cái sự tình ái của chúng sinh đang gây tạo đây đó. Cô bác anh chị em nhớ coi cái số tình mà trong kinh Phật có kể lại: nhân thiền thê tử ư thê tử, thậm ư long ngục long ngục, hữu tán thích chi kỳ, thê tử du diễn đi chi niệm. Ngài nói cái người mà bị vợ con ràng buộc đó hen, còn hơn là ở trong cái lao tù. Ở trong lao tù còn có cái ngày phóng thích, còn vợ con ràng buộc thì đời đời kiếp kiếp khó mà ra. Cho nên tôi nói có số bà con ta nghe cái lời của ông mà ông bắt chú hai mà mù tiễn ngày xưa mà ông đã mất rồi đó, ông viết mấy cái câu mà còn để lại cái câu mà nói là con cá ở trong lờ nó chặt chờ con mắt, mà con cá ngoài nó lúc mút mắt nó muốn vô. Là vì sao vậy? Là có số bà con người ta nghĩ rằng những người có vợ chắc sung sướng, ở ngoài tu sĩ ta thấy vậy ta nói chàng đó đâu mình ông mà mình lập gia đình có vậy không, chừng mình tu ấy mà. Cho nên từ đó mút mắt muốn vô, tức là không ngờ con cá ở trong lờ nó chặt chờ nó đỏ con mắt rồi. Mình không hay. Cho nên cô bác anh chị em nào đó có tạo gia đình được mới biết được à. Nếu thuận duyên đó thì chồng tu vợ tu nghe cô bác anh chị em, mà không thuận duyên thì nghịch trời cô bác anh chị em, người vợ để dò xuống dưới nước mà rà nước luôn đó cô bác, không chịu xếp dò trên chuồng nó mà còn phải rà dò dưới nước. Thành ra cái sự đó chúng ta chưa có thấy đâu. Nếu thấy rồi chúng ta thấy là cái cảnh này nó ghê lắm mà đó. Cho nên cái bể tình ái của Đức Phật khi xưa là bể ái hà gương linh sớm dứt, mà lòng bồ đề nó sắc đá cám kình. Và lấy ngã là chúng sanh đây nó sống trong cái cảnh tình ái đây, để chúng ta cũng như là cái hố sâu vậy của mắt. Cho nên thầy dùng cái danh từ là hố sâu tình dục mà lại kiềm đó. Cái lòng ham muốn con người không có hết đâu, được cái này rồi xong cái nọ. Có số của mắt anh chị em thấy nè, hiện nay những cái số người đã giai thê đó, tử nhất thê chi thiếp đã rồi, nhưng mà khi mà người vợ đã mất rồi chúng ta lại còn bước thêm một bước nữa. Rồi cái bà vợ cũng vậy đó, khi ông chồng mất rồi là kiếm thêm một người nữa để bước thêm bước nữa. Tôi nói cái này là tự mình trói mình thôi. Bởi vì cái tình dục lại ghiền, chúng ta ghiền quá cái thời kỳ quá khứ cho nay mà chúng ta chưa giúp được cái bể ái đâu. Dây tình ái còn bao thắt cột, muôn ngàn đời ức kiếp khó thoát ra. Bởi ái tình mà tiêu tăng hết cửa nhà, nước bị mất cũng bởi chân gì nó. Tình nguy hại dễ nào ai dứt bỏ, nào cháu con chồng vợ mãi bao dây. Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh đo đài, mối quan trái của ái tình câu thúc. Cô bác anh chị em thấy nè, có số bà con người ta đứng cái dự khóa niệm Phật ở trong tôi thôi, nhưng mà đến cái giờ cái ngày 30 giờ mà rằm nó chỉ có 2 ngày đó thôi. Nhưng mà bây giờ đó nó khiến sao không biết, mà đứa con đó nó mới gửi lại cái đứa cháu ngoại nó: mẹ ơi, bây giờ con không có công ăn việc làm, sự sống bấp bênh, bây giờ nghe công ty mở con đến đó để làm, mẹ con cảm phiền giữ con dùm cho con để mà đi làm sinh sống. Thì quý vị thấy nó buộc rồi đó. Thành ra từ đó tổ đó cái người đó đâu có đi niệm Phật được, mới nói ông người ơi, tôi bây giờ bị trói rồi, tôi hỏi trói sao. Và cứ đứa con gái đó hiện nay nó không có sở làm, nó vô công ty làm mà gì nó gửi cái đứa con nó, chả lẽ mình không nhận. Ở bên ngoài mình làm từ thiện được mà con cháu mà mình không nhận sao được. Cho nên cái trói đó nó không phải là sự dây đâu, mà là do nó cái sự tình ái của nhiều đời đó cô bác anh chị em. Cho nên thầy mới dùng cái danh từ là hố sâu mà tình dục lại kiềm đó. Vậy thì hiện nay đó là hố sâu chất chứa người bản ác, là ám chỉ cho cái người mà làm những cái chuyện ngoài cái sự tình ái này, nó còn có cái chuyện sâu sắc hơn nữa là nó có chân tội lỗi đúng không anh? Bởi vì những người tội lỗi mà thầy nói thường nhân là tánh tục phàm, biết đâu tội phước lượng đàm tương lai. Đôi khi cô bác anh chị em thấy là tôi có gặp 4 người ở tại Hà Nội vô để học cái phương pháp bấm nguyệt đó, ở tại cái gian căn phòng của một cái chú thầy thuốc đó. Có nói rằng cái số người mà ta không hiểu đạo đó, người ta giết các loài vật, người ta nói đó là làm phước cho nó. 4 chú đó ở Hà Nội vô làm phước, bởi vì nó chết á thì nó thoát đi cái cảnh mà súc sanh, rồi nó cũng là sạch sẽ, nó trở được biết đâu tiến hóa được làm người. Cho nên càng sát sanh lại là càng vấn đề được nhiều phước. Cho nên từ đó hôm nay quý vị thấy không, đây là một cái điều số người không biết đường tội lỗi.
Cho nên từ đó nó đụng đâu làm đó à. Đừng bả đâu tin bước nghe càng nghe rồi đó, những việc đó là chúng ta tiếp tục chuyện làm. Thì rồi chúng ta phải chịu khổ trong cái hố sâu của bác. Cho nên từ đó hố sâu chất chứa người bạc ác, là những người không biết đạo đức gì đó. Mà Đức Thầy nói là phá vô thần luận thường cho rằng thân xác tức con người, thân còn người còn, thân mất người mất. Chẳng có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội, có phước, có giết, có hồn. Đời là thân xác của con người, sống là tranh đấu mình ăn với thua. Tôi gì thấy không? Vậy thì hiện nay những cái phái vô thần đó, đó họ chủ trương theo cái đường lối của thân xác mà thôi. Cái gì hiện hữu có thực thể mà thôi, chứ không bao giờ lo cái tương lai là gì. Cho nên từ đó mà gây đến cái chỗ là hố sâu. Vậy thì hố sâu chất chứa người bạc ác là ám chỉ cho những người mà đầy những sự tội lỗi mà không bao giờ hối cải. Nhưng làm của họ là không không làm. Cho nên tu cũng chết, mà không tu cũng chết, mà tu nhất kiếp già đời cũng chết. Còn hung ác bảo tàng tới suốt cũng không còn. Cho nên chơi có đó là liễu chán qua chê cho lăn lóc đá cho mê vẫn rồi. Việc làm của họ là cho đến nơi thôi à, tới chừng nào tới rồi. Thành ra từ đó nó gọi là hố sâu. Những tội lỗi này nó gây truyền cả đời con, đời cháu, đời chết của mình nữa, luôn cả cái thời gian sau. Đó, cho nên từ đó hôm nay mới thầy dùng cái danh từ là hố sâu. Vậy là hố sâu chất chứa người bạc ác, rồi hang thẳm chôn chồng kẻ thiết tha, những người mà đau khổ rất thấy được cái cảnh khổ rồi họ mới hối cải, thì đây là cái cảnh mà tới với họ rồi. Đã tới nơi rồi thì không kịp đâu cô bác anh chị em. Như vừa rồi có định cô riết cho cô bác anh chị em biết là có số người chưa biết đạo đó, nhưng mà chưa biết niệm Phật một lần nào, nhưng mà ngay cái cuộc chết quá nhiều rồi. Chết mà cha mẹ không thấy mặt, rồi đồng thời thân bằng không tiễn đưa, chỉ có cái lọ đem về thôi, họ cũng rất sợ. Cho nên từ đó mà họ đôi khi lại nhà tôi nó mời ông Mười nói chuyện đạo cho tôi nghe. Hồi đó giờ cũng không biết đạo gì hết trơn. Nhưng mà thật sự đó cô bác anh chị em, vì sợ chết đó cô bác, vì cái cuộc chết vừa rồi đó, đây là một cái cuộc cảnh tỉnh mà. Khổ ách này đặng thức tỉnh rằng rằng thiên định nó tùng đời sắp hạ. Hôm nay cái khổ ách này nó khổ thức rồi, thức tỉnh cho mọi người biết đây là cái cuộc sàng lần thứ nhất của cô bác anh chị em. Vậy thì hang thẳm chung chồng kẻ thiết tha là những cái người mà là đầy những cái sự tội lỗi mà không hối cải bao giờ, thì những người này dành riêng cho những người đó đó cô bác anh chị em. Cho nên từ đó kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ, những người mà hung ác rồi đây đó, nó còn có cuộc tẩy trần. Ông Ba Thới là một tác giả kiểu cổ kỳ quan nói rằng còn một nỗi cột kèo xa cách mà cuộc tẩy trần đã sạch bách chẳng còn. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, như vậy là cái cuộc đây là cuộc tận diệt rồi. Cuối cùng được cô bác anh chị em, không còn cách nào hơn nữa. Cho nên hôm nay đó là rõ ràng nước trong lóng lại một bồn, còn đồ cặn cáo thì bất tồn đổ đi. Đây là cái cuộc tẩy trần. Nên vì lẽ hôm nay những cái số bà con mà chưa hối cải, thì cái cơ hội này chúng ta trở về với đạo, để đợi chúng ta ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho sành gió mua cành, là tức là gặp được cái đạo rồi. Mà chúng ta không dừng lại, không dừng lại để rồi chúng ta trở về với lối đạo mà sống còn trong mai hậu về sau, thì chúng ta hối cải không kịp đâu. Nếu để chờ sấm nổ giăng thinh, e ba tánh ăn năn đã muộn, chờ đến cái cuộc sống báo hiệu rồi chúng ta không có năng kịp đâu. Vậy thôi, thời giờ có hạn. Vậy thì trước khi vấn đề trình bày của cô bác anh chị em mong tôi chút chưa biết là chúng tôi chỉ có 40 phút à, gặp lại với số bà con mình gắng cố gắng nha. Thời này nếu chúng ta không chịu tu rồi đó, thầy nói là bây giờ ta ai mà ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách nó mất tình yêu luôn. Bây giờ thầy dạy mà không gìn giữ theo lời của Đức Thầy thì sau này không còn hối cải đâu cô bác anh chị em. Đó, cho nên từ đó hôm nay vợ hầu con của ruộng vườn ơi, sáu món lâm chung để lại đời, quỷ dắt linh hồn không thể đỏ, tu hành cho kịp lúc còn hơi, cái thời gian còn hơi thở ráng tu. À, thôi thời giờ có hạn, trước khi giải biệt cầu chúc cho cô bác anh chị em mình rất mạnh khỏe, tinh tấn tu hành, để rồi một ngày kia chúng ta gặp lại Đức Thầy khi trở gót. Đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.